Họa phước vô môn Duy nhân tự chiêu Tiện ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái tượng cảm ứng thiên Tập 108 Giảng ngày 13 tháng 10 Năm 1999 Tại tỉnh Tông Học Hội Singapore thưa quý vị đồng học cùng tất cả mọi người chúng ta xem tiếp cảm ứng thiên vị biên đoạn thứ 46 ngược hà thủ công Xịm thượng hy chỉ nghĩa là ngược đại cướp công cấp dưới xỉm định cấp trên mong được nâng đỡ hai câu này cũng là lỗi lầm nghiêm trọng chúng ta quan sát thật kỹ từ xưa đến nay ở khắp mọi nơi đa số con người đều có tập khí thói xấu này Do đó có thể biết Đây là phiền não Tích lũy từ vô tụy kiếp đến nay Nhưng trong kinh điển Đức Phật thường nói cho chúng ta Một sự thật là Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định Nghĩa là mỗi một miếng cơm ngụm nước Đều đã định trước Nếu chúng ta hiểu rõ sự thật này Thì tâm thức liền được an định Đọc sách liễu phàm tư huấn Có thể giúp chúng ta tệ hội sâu sắc điều này Tiên sinh liễu phàm trọn ngày Luôn giữ được tâm thanh tịnh không cởi sinh một vọng tưởng nào điều này có ý nghĩa gì truy cứu nguyên nhân hoàn toàn không phải do ông có công phu tu tập chỉ là nhờ hiểu rõ được chân tướng sự thật về nghiệp nhân quả báo mà thôi. Chỉ nhờ vậy mà ông đạt được tâm thanh tịnh. Khổng tiên sinh đoán giận mạng cho ông ấy. Nói trước, Cảnh ngộ của từng năm những điều lành giữ hòa phúc đều không mảy may sai lệch ông đặt niềm tin vào giận mạng do đó tâm được an định nếu ông không gặp được tiền sư vân cốc thì ông vẫn theo chuẩn mực của phạm phu hoàn toàn bị giận mạng làm chủ theo chuẩn mực của phạm phu cũng có chỗ tốt hết thảy các nghiệp tiện ác đều không tạo tác như vậy cũng không phải dễ dàng sau khi ông gặp được phật pháp rồi mới hiểu được trong ý nghĩa tất nhiên Con người có giận mạng, nhưng giận mạng lại là do chính bản thân mình tạo ra. Mỗi gia đình có giận mạng của gia đình, mỗi đất nước có giận mạng của đất nước, toàn thế giới có giận mạng của thế giới. Những giận mạng đó do ai quyết định, do ai làm chủ? Đức Phật dạy rằng do chính ta quyết định, do chính ta làm chủ quyền làm chủ dân mạng không ở nơi người khác mà ở nơi chính ta dân mạng tốt đẹp là do tiền tâm tiền nghiệp của ta tạo thành dân mạng xấu ác là do ác niệm ác hành của chúng ta chiêu cảm đến đó là chân lý hiểu rõ được ý nghĩa này có ai còn tạo nghiệp ác không chỉ là không tạo nghiệp ác mà thậm chí đến ý niệm xấu ác cũng không cởi sinh vì sao vậy vì biết rằng mỗi một ý niệm xấu ác đều chiêu cảm đến một quả báo xấu ác mỗi một ý niệm hiền thiện đều giúp ban lại cho chúng ta dựng mạng tốt đẹp. Đức Phật đem ý nghĩa tất nhiên này giảng rõ với chúng ta, chúng ta mới chịu chuyển ác làm thiện, dứt ác tu thiện. tung đức tự nhiên thành tựu dù bột mảy may cũng không miệng cưỡng trong sách vị biên chú giải rất hay nêu lên nhiều sự việc đều là kể những chuyện có thật về nhân quả nghiệp báo trước kia Lý Chúng ta đọc rồi sẽ tin Những chuyện đã kể ra đó Thời hiện đại không ít người trẻ tuổi Cho rằng đi chỉ là Những chuyện ngụ ngôn Chưa hẳn có thật Rất khó tin được Nguyên nhân vì sao? Vì tự mình không chân thật nên luôn nghĩ rằng người khác cũng không chân thật Người đời hiện nay ai cũng lừa dối người khác Khó có thể nói rằng người xưa không lừa dối Vì thế đối với các bậc hiền thánh xưa Thậm chí cho đến những lời trang dạy của chư Phật Bồ Tát Họ đều không thể hoàn toàn tin nhận Cho nên Quý vị xem Đại sư ngẫu Ích giảng về tính tâm Chúng ta suy ngẫm cho thật kỹ Rất có ý nghĩa trong yếu giải đại sư giảng về tính tâm điều trước tiên là phải tin vào chính mình chỉ khi tin được chính mình rồi mới có thể tin người khác người không tin vào chính mình làm sao có thể tin tưởng người khác tự ừ, bản thân mình mỗi ngày đều lừa dối người khác nên luôn cho rằng người khác cũng mỗi ngày đều lừa dối mình chỉ người nào có thể tin vào chính bản thân mình người ấy mới tin tưởng được người khác ta một đời không lừa dối ai người khác cũng không đến nỗi lừa dối người. Đại sư giảng về tự tính, đem việc tự tin đưa ra trước nhất, thật hết sức có lý. Chỉ có tự tin thì sau đó mới tin được người khác. Đó là niềm tin chân thật. không tin được bản thân mình mà đặt niềm tin vào người khác thì niềm tin đó không thể dựa vào điều này chúng ta có thể chú tâm quan sát thật kỹ rất nhiều tín đồ các tôn giáo bao gồm cả tín đồ phật giáo quý vị xem họ đối với thần thánh có tin tưởng hay không Đối với tượng đế có tin tưởng hay không? Đối với Phật Bồ Tát có tin tưởng hay không? Hết tẩy đều là nửa tin nửa ngờ. Niềm tin như thế, nói như các bậc ổ đức là như có, như không. Cho nên, những người ấy học tập không thể thành tựu. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Luận đại trí độ Cũng như nhiều kinh luận khác Đức Phật nhiều lần giảng giải Niềm tin là cội nguồn của đạo Là mẹ của các công đức Nuôi dưỡng hết thảy các căn lành Xây dựng niềm tin là điều khó nhất chúng ta học phật đã qua nhiều năm biết được rằng việc xây dựng niềm tin có những điều kiện trường hợp khác nhau trường hợp thứ nhất là dưới hàng người tượng căn trí tuệ sắc bén thông minh tuyệt đỉnh họ không hoài nghi những người này tự có tính tâm Họ có thể đặt niềm tin vào những lời răng dạy của chư Phật Bồ Tát. Trường hợp thứ hai là dưới hạng người ngu si thấp kém. Khi chư Phật Bồ Tát về dỗ họ, tuy về mặt lý luận chân tướng sự thật, họ không thể hiểu được rõ ràng, sáng tỏ, nhưng họ cũng quyết định tin nhận hoàn toàn không nghi hoặc cho nên họ cũng được thành tựu. Hai trường hợp. Hai hạng người như vậy là dễ dàng được hóa độ nhất. Nhưng số người nằm giữa hai trường hợp đó rất nhiều, không phải hạng tượng căn cũng chẳng phải hạng gu si thấp kém. Tôi thường nói hạng người căn tánh ở khoảng giữa này vọng tưởng tạp niệm tập khí phiền não đều quá nhiều rất khó sinh khởi tính tâm chư phật bồ tát tị hiện ở thế gian vì hết thể chúng sinh giảng kinh thuyết pháp dùng tâm từ bi khó nhọc dạy dỗ chính là gì hạng người này những người khó hóa độ nhất những người này hết thảy đều tùy thuận buông thả theo tập khí phiền não của tự thân đều tự cho mình là đúng tự cho mình là thông minh không chịu tin nhận những lời răng dày của thánh hiền những gì họ nghĩ những gì họ làm đều hoàn toàn trái ngược với chân lý ngược hạ có nghĩa là ngược đãi người ở địa vị cấp dưới của mình Tủ công là sáng đoạt cướp lý công lao của họ Xỉm thượng là nịnh hót bờ đỡ Xỉm định đối với cấp trên Để mong được họ đề bạc bản thân mình Kiểu tâm lý đạp trên đạp dưới này Dường như ở bất cứ đâu cụ có thể thấy được Những người này không hiểu được rằng Nhất ẩm nhất trác Mạc phi tiền định Họ không hiểu được ý nghĩa đó Cho rằng định hót cấp trên Có thể giúp họ thăng quan phát tài Rằng cướp đoạt công lao người khác Có thể thành tựu được cho bản thân mình Điều này là sai lầm Tuy là sai lầm Nhưng dường như từ xưa đến nay Ở khắp mọi nơi Những người có hành vi như thế này Quả thật cũng kiếm được lợi ích Có vẻ như họ thực sự đạt được điều tốt đẹp Vì thế mới có rất nhiều người làm như vậy Điều này có ý nghĩa gì? Công danh phú quý mà những người như vậy đạt được đó là do trong vận mạng nhân quả của họ vốn đã sẵn có. Vận mạng của họ nếu không sẵn có, dù có dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể đạt được. Cho nên, những gì họ dùng thủ đoạn phi pháp để đạt được vốn là sẵn có trong vật mạng của họ làm kẻ cướp có thể cướp được tài sản làm kẻ trộm có thể trộm được ít nhiều đồ vật hết thảy đều là do trong vật mạng đã sẵn có trong vật mạng nếu không sẵn có quý vị không tin thì cứ nhìn tử đi dù quý vị có làm kẻ cướp Liệu có cướp được gì không quý vị làm kẻ trộm dù có rình mò mãi cũng không lấy trộm được gì lại bị cảnh sát được bắt đó là trong vật mạng không sẵn có cho nên người xưa nói rất hay người quân tử hiểu rõ được ý nghĩa này vì thế mà quân tử vui được làm quân tử kẻ tiểu nhân không rõ ý nghĩa này vì thế mà tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân cứ nghiêm chỉnh mà làm theo quy định phép tắc nếu đến lúc đáng phát tài thì tự nhiên được phát tài đến lúc đáng thăng quan tiến chức thì tự nhiên được thăng quan tiến chức không cần phải dùng đến những thủ đoạn phi pháp đội trên đạp dưới như thế chúng ta cần phải chú tâm suy ngẫm thật kỹ ý nghĩa của vũ trụ nhân sinh Trong chú giải Chúng ta đọc thấy mấy câu Chúc bộ dạ Chúc là bó đuốc Ngọn đèn Gặp lúc trời tối có thể phá ám chi công, Có nghĩa là có công năng phá trừ tâm tối Chu đắc thủy Thành tại vật chi công Tức là thuyền gặp nước ắt có công năng chuyển tải đồ vật Đó là nêu mấy ví dụ Tuần theo lý lẽ thì đều tốt đẹp Hoàn toàn tự nhiên Thành tựu công đức đó gọi là nước tràn đến thành kinh mương đâu cần phải có ý tạo thêm duyên hoàn toàn không cần thiết những trường hợp cố ý làm Phần dưới có nêu các ví dụ Vì tướng quân dung túng buông thả cho thuộc hạ Binh lính của mình làm chuyện cướp bóc Nhất là ở nơi chiến trường Lúc đánh nhau Đó là tạo nghiệp quan văn dùng quyền thế của mình tăng nặng thuế khóa của người dân tăng thêm việc lao dịch của người dân đó đều là sai lầm quan hình bộ tức là quan tư pháp Nhận của hối lộ Tăng nặng hình phạt với tội nhân Đó đều là tạo nghiệp Cho dù trước mắt thấy có chút lời lộc nhỏ nhoi Nhưng vừa nói trên những lợi ích ấy Hoặc thăng quan phát tài Hết thảy đều là trong vận mạng nhân quả Đã định sẵn rồi Những người này chỉ như không tạo các tội nghiệp ấy thì tước vị còn cao hơn nữa Phúc lộc còn lớn hơn nữa Do việc tạo các nghiệp ác đó Mà bị tổn giảm đi Liệu có mấy ai hiểu được ý nghĩa đó Chỗ này trong sách nêu ra một ví dụ Triều Tống có Tào Bân là một vị đại tướng có danh trong lịch sử. Xuống dùng gian Nam Không giết quan bất cứ một người nào, thật không dễ dàng. Trong lịch sử Trung Hoa nói chung hàng giỏ tướng có kết quả cuối cùng tốt đẹp không nhiều Tàu bân chẳng những có kết quả cuối cùng tốt đẹp mà con cháu nhiều đời cũng đều tốt đẹp ông kiểu rõ việc tích lũy công đức biết quý tiết mạng người dù không một mảy may vọng cầu ông cũng vẫn được làm một vị quan cao chức tước dinh hiển điều này người đời sau nên học làm theo người sống nghiêm chỉnh theo quy tắc luật lệ công việc bổn phận của mình cố gắng làm thật tốt đúng lẽ đúng pháp đó là tích lũy công đức đó mới là nhân lành quả lành Chỗ này trong sách cũng đưa ra rất nhiều chuyện tích điển hình, rất nhiều chuyện cũ. Mọi người có thể xem qua, có thể dùng để tham khảo. Phần sau có một đoạn về thói xịm nịnh, nịnh hót cũng nói rất hay. Đặc biệt, các vị đế dương thời xưa khi xử lý những chuyện quốc gia đại sự hãy còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng nếu như khi ấy gặp người tân bốc định hót có thể làm cho chuyện tốt đẹp biến thành xấu ác chuyện xấu ác lại càng sai lầm thêm như thế là sai lầm rất lớn vì sao phạm vào những sai lầm như vậy truy tìm đến nguyên nhân căn bản đó chính là vì lợi ích riêng tư chúng ta xem trong lịch sử các vị trung thần những người con hiếu nhờ đâu họ có thể lưu lại tiếng thơm tính muôn đời sau chỉ là do giữ tâm chính trực vì quốc gia vì nhân dân vì xã hội không nghĩ vì bản thân Tâm tiện Ý tiện hành tiện Cho nên họ tạo được tiện nghiệp Dĩ như đương thời Quả báo chưa hình thành Ngàn năm muôn đời vĩnh viễn được từ đời, đời sau tôn kính tưởng nhớ đó cũng là phúc báo như gì nghĩ xem nhạc phi vào triều tống đích thực là người không nghĩ gì đến gia đình riêng của mình không hề nghĩ đến lợi ích riêng của mình Ông bị tần cối hãm hại Tuy nhiên Sau khi chết rồi Ngàn năm buôn đời sau Nhắc đến nhạc phi Có ai không tôn kính Có ai không ngợi khen Đó là quả báo của ông Quả báo có khi tại đương thời Có lúc vào đời sau Quả báo vào đời sau Càng hơn xa so với đương thời Trong số quan văn Quý vị đều biết Gia các Lượng Cộng Minh Hết lòng hết dạ Đến chết mới thôi Ông là người nghĩa khí như vậy Lưu Bị hậu đại ông Xem ông là tri kỷ Ông là người tri ân báo ân Hết lòng hết sức Giúp đỡ vò tá Lưu Bị Trong số các vị tướng quân Thì Nhạc Phi là mẫu mực Trong nhà Phật gọi là Bồ Tát Bồ Tát cũng là khu mẫu Là gương tốt để người thế gian noi theo Và các lượng Là Bồ Tát Trong hàng quan danh Chúng ta phải học tập theo đó là nói các tầng lớp trên cao từ đó suy ra nói đến tầng lớp những người bình dân nói đến bản thân chúng ta ngày nay khi giữ một cương vị Phụ trách một công việc Chúng ta phải học theo Các bậc hiền thánh xưa như thế nào Phát tâm bồ đề Tu đạo Bồ Tát Như thế nào Chúng ta phải thể hội nhiều hơn Học tập nhiều hơn Phải lãnh ngộ Phản tỉnh từ sự lỗi hoàn thiện chính mình Trong việc này chỉ có một nguyên tắc lớn Lúc nào cũng nghĩ đến gì hết thầy chúng sinh Nhất định không gì riêng bản thân mình Nếu vì bản thân mình Thì nhất định không tránh cõi sai lầm vì chúng sinh với thành tựu công nghiệp thành tựu tiện Hạnh từ góc độ người học Phật mà nói là thành tựu Bồ Tát Hạnh thành tựu Bồ Tát đạo thành tựu cho người khác mới là chân chính thành tựu cho bản thân mình chỉ quan tâm bản thân mình không quan tâm người khác nhất định đó là tự làm hại chính mình người học phật lâu ngày đều hiểu rõ được ý nghĩa này con người không chỉ sống một đời này một đời này rất ngắn ngủi tạm bợ mấy chục năm quả thật chỉ như chớp mắt đã trôi vào quá khứ trăm năm trong mắt nhìn của chúng ta cũng là qua ngắn ngủi giả tạm. Huống chi có rất nhiều người tuổi thọ không thể kéo dài đến trăm năm. Trong quá trình ngắn ngủi tạm bợ này, việc gì mà phải tạo tác tội nghiệp, khiến cho tự thân mình phải mang lấy hậu hoạn không cùng. Như thế quả thật là ngu si không còn gì hơn. Tốt rồi, hôm nay tự gian đã hết. Chúng ta dạng đến đây thôi.